Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, thực sự đi vào đời sống của mọi tầng lớp nhân dân. Từ phong trào đã tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của địa phương. Phong trào đã trở thành việc làm thường xuyên, đem lại hiệu quả thiết thực, được đông đảo nhân dân trên địa bàn hưởng ứng. Thành phố Đà Lạt có hơn 211.000 dân sinh sống. Năm 2016, nhờ các thành viên trong hệ thống chính trị đến từng nhà tuyên truyền vận động người dân, nên các gia đình trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa. Chính vì vậy, trong năm 2016, số khu dân cư văn hóa đạt gần 98%, gia đình văn hóa đạt trên 95%. Để có được kết quả như vậy, nhân dân trên địa bàn luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Đặc biệt là ý thức giữ gìn vệ sinh chung đã được nâng lên, hăng hái vệ sinh môi trường, ngõ xóm thật đẹp, tham gia bài trừ tệ nạn xã hội, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương. Đời sống người dân không ngừng được cải thiện, đã tạo tiền đề vững chắc cho phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục đi vào chiều sâu, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong cái phong trào đó thì gia đình mình cũng được mấy năm liền đạt gia đình văn hóa, rồi trong cái hội thi để mà xanh sạch đẹp để chào mừng festival 2015 vừa rồi thì gia đình mình cũng đạt giải, thì mình cũng có cố gắng để năm nào mình cũng phải phấn đấu đạt giải nhiều hơn. Trong năm qua với 260 hộ đăng ký xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư thì có 260 hộ trên 264 hộ đạt gia đình văn hóa, trong đó có 30 hộ là đạt gia đình văn hóa tiêu biểu. Và cái định hướng của năm 2017 thì đối với địa phương chúng tôi thì sẽ là tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, là đi vào chiều sâu hơn, chất lượng hơn, và nó gắn với cái nội dung của phường văn minh đô thị. Năm 2017 đảm bảo có 100% khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư đạt chuẩn văn hóa, 95% khu dân cư đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, dân cư xanh, chuẩn xanh sạch đẹp, 99% trở lên hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, 97% gia đình đăng ký về an toàn an ninh trật tự, gia đình đảm bảo trật tự an toàn giao thông, gia đình đảm bảo xanh hoạt động, xanh sạch đẹp và gia đình hiếu học. Không chỉ tại thành phố Đà Lạt, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã có nhiều chuyển biến tích cực và thực sự có sức lan tỏa trong mỗi gia đình, mỗi thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Điển hình như tại huyện Lâm Hà, phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống của người dân và đã đem lại kết quả thiết thực. Từ các hoạt động xã hội, các hoạt động văn hóa, cho đến các phong trào đoàn kết giúp nhau cùng xóa đói giảm nghèo cũng được phát huy. Đặc biệt, xây dựng phong trào gia đình văn hóa, câu lạc bộ văn hóa đã tăng nhanh về số lượng gia đình tham gia. Số hộ được công nhận gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 86%. 15 trên 16 xã thị trấn đã đăng ký xã đạt chuẩn văn hóa, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 8 trên 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 155 trên 190 thôn tổ dân phố được công nhận thôn tổ dân phố văn hóa. Thì để mà làm được cái nhiệm vụ đó thì chúng tôi chỉ đạo một cách đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Cái thứ nhất là phát động là xây dựng gia đình văn hóa ngay từ đầu năm là phát động, rồi cái phong trào xây dựng thôn tổ dân phố văn hóa, rồi chỉ đạo xây dựng cơ quan văn hóa cùng với nó để mà đảm bảo được cái phong trào hoạt động đi vào thực chất thì phải xây dựng cái thiết chế văn hóa. Bên cạnh đó thì là tăng cường cái chỉ đạo xây dựng cái điểm vui chơi tập trung ở các cụm dân cư, các thôn tổ dân phố. Phong trào đạt được những kết quả khả quan là nhờ sức dân được tập hợp, phát huy thông qua nhiều hoạt động đa dạng phong phú của phong trào. Từ sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực đó giữa người dân chính quyền đã tạo được cơ sở vững chắc để thực hiện phong trào ngày một sâu rộng, hiệu quả hơn. Đến nay, toàn tỉnh có 58 trên 117 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới,
huyện Đông Dương được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 18 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 40 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 8 xã đạt từ 8 đến 9 tiêu chí. Thông qua cái cuộc vận động này thì các cái khu dân cư, và có thể nói khẳng định một điều là trên địa bàn các khu dân cư, bà con chúng ta thông qua cái quy ước, hương ước đã góp phần tham gia thực hiện một số các cái chương trình của nhà nước, như chương trình hoặc là các cái phong trào của nhà nước như phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, rồi chương trình là phòng chống HIV/AIDS hoặc các cái chương trình là dân số kế toán gia đình. Để thực hiện tiếp cuộc vận động này và với chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, năm 2017, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của tỉnh sẽ tiếp tục là phát huy cái kết quả của năm 2016 và đề ra một số cái chủ trương làm cho cái cuộc vận động này sẽ được đẩy mạnh, đặc biệt là trên địa bàn khu dân cư. Đồng thời sẽ tiến hành các cái xây dựng và nhân rộng các cái mô hình trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Có thể nói những kết quả đạt được từ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh Lâm Đồng không chỉ đánh dấu sự chuyển biến tích cực về ý thức cộng đồng mà còn tạo sự gắn kết giữa các gia đình, dòng tộc, các tôn giáo trong cộng đồng, tạo động lực cho nhân dân phấn đấu, thi đua, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Tôi tập trung xử lý thật là nghiêm túc để làm sao cho người dân đi lại được thuận lợi và an toàn trong cái dịp lễ Tết này. Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị kinh doanh vận tải đã đăng ký giá và tuyến cho các chuyến xe phục vụ Tết.